shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của sĩ kẹo. Ok, một mạng đầu tiên đơn giản. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một trận đấu rank solo trên đảo Thiên Đường nha mọi người ơi. Hiện tại thì đã khá là ngon khi mà kẹo đang có được combo súng đó là Goza cộng với một cái khẩu MP40. Như này thì nó phải gọi là quá ổn rồi phải không các bạn ơi? Để mình sẽ qua cái phía này coi. Ui, thêm một lượt nữa hả? À, đủ đơn giản thôi. Mạng thứ hai dành cho sĩ kẹo rồi nhé. Ngày hôm nay thì mình mặc cái bộ trang phục anh chàng băng giá, nhưng mà lại đeo cái mặt nạ giống như kiểu là mặt nạ của sói vậy anh em ạ. Nên là thật sự là cái bộ trang phục này ấy, thì kẹo cũng chẳng biết là gọi nó là cái bộ trang phục gì nữa. Một cái ba lô gấu trúc thì vô cùng là dễ thương, thì mình đã mua nó khá là lâu rồi anh em ơi. Ok, để mình sẽ lượm thêm một số những cái trang bị cái đã. Trang bị nào mà ngon thì anh em cứ lượm thoải mái mà xài thôi. Rồi nha mọi người, let's go luôn, đi luôn chứ sao phải ngại nhỉ. Ok các bạn này, mình sẽ qua cái phía ngoài này coi. Ồ, người đâu cả rồi ta? Ở trên này thì không có gì cả này. À đủ. Từ từ anh em ơi, từ từ rồi là chúng ta sẽ kiếm thêm mạng nha anh em. Nói chung là anh em không được vội. Vội thì các bạn sẽ như kiểu là xử lý tình huống nó không hay cho lắm. Anh em cứ phải là bình tĩnh xử lý tình huống này. Rồi nha anh em, lên tạm phía trên cái đá nhỉ. Cơ bản là mình nghi ngờ là xung quanh cái khu này đang có một cái thằng nào đấy anh em ơi. Nên là mình cứ chạy vòng đi vòng lại mà thôi. À đây rồi. Úi dồi ôi, tưởng là chú đâu cơ, Hexo này. Khá là đơn giản anh em ơi, mạng thứ ba luôn nhé. Anh em có thấy là easy không ạ? Ok các bạn ơi, let's go luôn nào. Có bên này. Đấy, mình sẽ quần máu luôn, chứ làm sao mà phải ngại nhỉ. Qua đây chúng ta sẽ có gì nào các bạn ơi? Ồ, chưa thấy anh cả. À đủ. Từ anh em ạ, mình chạy thử qua cái phía này coi. Uầy, có giảm thanh nữa hả? Nhưng mà thôi anh em ơi, bây giờ thì kẹo chưa lượm giảm thanh làm cái gì cả. Để nóng ba để bắn cho nó mạnh thôi. Let's go nào mọi người ơi. Vâng, như vậy là các bạn có thể thấy được rằng là trong vài đấu này đang còn tận đó là 25 người chơi nữa cơ. Anh em từ từ nhanh kiếm mạng rồi là chúng ta còn kiếm top 1 nữa chứ anh em. Lên trên này coi nào. Tầm này thì có lẽ là mình sẽ chạy lên cái khu cái đầu một xíu. Và quan trọng là ăn tạm cái nấm cái đã. Ok, có luôn 75 FP này. Anh em thì cứ nghĩ là cái thanh FP nó không cần thiết, nhưng mà đối với kẹo thì trong những cái pha giao tranh thì FP nó tự động cộng vào HP cho anh em. Như kiểu là anh em sẽ được hỗ trợ máu khi mà anh em bắn nhau đấy. Đấy, thì đây cũng là một cái thứ khá là hay. Ví dụ như là anh em bị kẻ địch truy đuổi này, FP tự động cộng vào này, anh em đầy máu anh em quay lại giã nó luôn. Đơn giản vậy thôi. Rồi, như vậy là hiện tại chúng ta đang có mặt ở trong cái khu vực cánh đồng. Và kẹo vẫn chưa thấy có một cái đối tượng nào khả nghi ở đây cả. Ồ, 22 người chân ư. Ở ngay phía này 105 thì có một chiếc xe monster truck nhé. Lấy luôn chạy, cắn người cho nó dễ. Có một điểm mà kẹo khá là thích ở cái chiếc xe monster truck này. Đơn giản thôi, bánh to nên là cắn người dễ. Nếu mà hai người thì anh em nên lựa chọn cái con xe hai chỗ. Đấy thì chạy nó nhanh hơn, còn monster truck này thì đi tìm bốn với lại cán người cực kỳ là ngon. Rồi anh em, và ngoài này nó vẫn đang kiểu như là vắng tanh như chuột vào đanh vậy, chưa thấy ai cả luôn này. Ok anh em ơi, đây mình xem mình lượn lờ qua mấy cái phía này coi. Ồ, đứa nào vừa dựng bom keo ở kia. À đủ, qua luôn. Thằng nào dám dựng bom keo ở đây vậy? Nó đâu rồi các bạn ơi?
Ở trên à? Vãi trưởng. À đây, à đây. Ủa ơi, sấy ghê vậy. Em ơi, làm cái gì mà sấy ghê vậy? Anh lại sợ chú quá cơ. Ok ok. Ui, câu liệu nữa cả. Để lên luôn đi nhỉ. Ui vãi trưởng. Nào, đâu rồi? Đâu rồi em ơi này? Mày núp sau cái tường băng hả em ơi? Anh đang đứng ở chỗ này nhé. Làm sao này? À đủ làm sao? Tính sơi kẹo à? Sơi kẹo này. Sơi kẹo hả? Đơn giản thôi. Mạng thứ tư rồi nha anh em ơi. Anh em thấy là kẹo cứu mạng nó có đơn giản và dễ dàng không ạ? Đấy anh em cứ từ từ anh em bình tĩnh xử lý tình huống thì mọi thứ nó vô cùng là dễ dàng mà thôi. Đây mọi người, như vậy là mình đã full 100% alo rồi. Nên là bây giờ là không lượm được thêm bất cứ một cái trang bị nào nữa. Thì quay trở lại với chiếc xe motor truck, chúng ta sẽ lại tiếp tục lên đường đi săn mạ thôi. Phải công nhận là những cái người chơi ở trong ván đấu này, các bạn ấy kêu nhau nhanh quá anh em ơi. Thế là hiện tại giờ còn lại có 13 người chơi nữa mà thôi. Đây để kẹo xem cố gắng đi săn mạ kiếm thêm người nào anh em. Chứ nói thật với anh em là từ đầu trận đến giờ mà tôi mới hạ gục được có 4 mạng thì công nhận là hơi bị ít kill rồi. Lượn lờ quanh mấy cái khu này coi nào. Xem là chúng nó trốn đâu cả rồi anh em ơi. Để kẹo cho chúng nó lên bảng đếm số hết chứ lại. Ở phía trên này. Úi dồi ôi thằng nào, sau thính kia vậy em ơi. Ok ok. Đây à? Làm sao? Mới lượm được cái giảm thanh anh em ơi. Đây bây giờ mình chạy xem vòng quanh mình trêu nó luôn nhỉ. Ồ, rồi cứ bắn đi em ơi. Cho chú bắn tốn đạn rồi nhá. Anh biết thừa là chú ở sau thính rồi. Rồi nha anh em. Đây, vòng lại. Bây giờ đã đến lúc xử nó rồi. Nào, giỡn thế đủ rồi em ơi. Úi dồi ôi gì vậy? Hẳn là hóa thành bụi cây cả. Hình như là nó chơi ngộ không anh em ơi. Ngộ không thì cũng đai luôn nhé em ơi. Rồi, và có một đứa ở ngay cái phía trước mặt luôn cả. Ok, lên xe chạy qua tìm nó luôn này. Ôi bạn ơi, sấy xe gì mà ghê vậy, từ từ thôi bạn ơi. Để mình qua mình xử bạn luôn nhé. Cái gốc cây này không có này. Ồ, mình chưa nhìn ra nó nữa cơ. Vâng lại, vâng lại. À đủ. Sấy gì mà ghê vậy. Ok anh em ơi, mình sẽ quay trở lại về phía sau cái hòm thính cái đã. Ồ, thấy rồi nhé. Nó ở ngay cái phía gốc cây hướng SE anh em ơi. Rồi, từ từ. Anh biết vị trí của chú rồi nha. Lắp giảm thanh vào anh em ơi. Làm sao? Quyết định đứng đấy bao nhiêu lâu nữa hả? Đây, anh vẫn đang ngồi sau thì anh canh chú này. Có giỏi chú chạy qua đây, anh cho chú xanh mộ luôn này. Hiện tại thì nó chưa dám qua đâu anh em ơi. Nó mà chạy qua đây thì chắc chắn là đây sẽ là một tình huống bất lợi cho bạn ấy. Đây, kẹo vẫn đang chạy làm vòng quanh khu này, làm sao? Úi dồi ôi, mấy ông kia kêu nhau nhanh quá cơ, còn lại có 9 người chơi này. À đủ chạy này, anh đã bảo được có chạy rồi mà. Đấy, bạn ấy chạy thì một tình huống bất lợi và kẹo có thể là kêu bạn ấy một cách nó đơn giản thôi. Bạn thứ 6, yes, tuyệt vời. Quan trọng là anh em chơi kiếm top 1 mới khó, chứ anh em mà săn nhiều mạng thì nó cũng đơn giản thôi. Đây, xem là còn 7 người chơi nữa trong cái ván đấu này. Ồ, phía trên này mình chưa thấy ai này. Chuẩn bị là chúng ta sẽ chạy lại gần bo hơn nữa nhé. Tùy từng lúc mình chơi thì có thể là nhiều lúc là mình vào bo trước này, nhiều lúc thì mình lại vào bo sau. Đấy, là tùy cái cách chơi của anh em. Bây giờ thì mình thấy là ở ngay phía bên tay trái này có ngay một cái nâng giáp hả. Ok, qua ăn luôn. Chuẩn bị có được giáp 4.5 rồi. La la la, ngon quá cơ. Đây rồi các bạn ơi. Tuyệt vời luôn này. Đơn giản thôi. Có được luôn một cái giáp 4.5 mũ 3 này, cực kỳ là trâu chó này. Thế này thì anh em tha hồ thỏa sức mà gọi là quẩy ranh thôi, cố gắng cứu mạng kiếm top thôi, chứ sao phải ngại một con thằng nào nhỉ. 6 người chân nữa và bây giờ là chỉ còn lại có 5 này. Phái trưởng thật. Không hiểu sao các ông ở đâu cả. Bo thì to như này, chẳng biết các bạn ấy ở đâu. Kẹo thì chạy nãy giờ mới có kêu được 6 mạng mà thôi. Lượn lờ quanh mấy cái chỗ này coi nào anh em ơi.
Omegas. Chưa thấy ai nữa cả. Xung quanh cái khu này hiện tại mình thấy là đang khá là vắng anh em ạ. Rồi, 5 thằng nữa thôi mà. Mình sẽ chạy thử qua phía này coi. Vừa chạy vừa quan sát xung quanh thì anh em chắc chắn là sẽ dễ dàng gọi là nhìn ra được vị trí của những cái bạn còn lại mà thôi. Ở đây thì mob có lâu mới thu lại cơ, nên là anh em cứ từ từ mà chạy, không việc gì phải vội cả. Ồ, khu ngoài này cũng không có người này. Thế này sao chơi? Chạy đâu cũng không có người thì chơi cái gì hả anh em? Ngoài này thì sao ta? Oh my gosh. Từ từ anh em ạ. Để mình chạy thử qua đây coi nào. Vãi trưởng, thật sự là không thấy người đâu cơ. Chán quá ta anh em. Cái kiểu này thì không biết là bao giờ kẹo mới tìm được để kêu được, có được mạng thứ 7 đây anh em ơi. Mệt mỏi ghê vậy thật sự luôn. Khổ, chơi rank mà công cứ núp cái kiểu như này thì chơi rank làm cái gì. Át đủ. Kia nó là cái hòm sát thôi anh em ơi. Vậy mà kẹo cứ tưởng là có người cơ. Hình như là mình chạy lên trên phía này càng sai lầm nha anh em. Thế càng ngày càng vắng rồi. Còn lại tất cả là 5 người chơi tính cả vị trí của kẹo. Vâng, lúc này thì cơ hội chiến thắng của mình đã lên đến đó là 20% rồi. Oh my gosh. Không có ai luôn đấy. Thế này sao chơi? Từ từ anh em ạ, để mình soi xem ở dưới này có thằng nào không nhỉ. Không hiểu sao, mặc dù là kẹo đang chạy rất là tích cực để chứa anh em mà không thấy một ai cả này. Bo thì đang thu lại và chúng ta chuẩn bị chờ đợi cái vòng bo tiếp theo nha anh em. Phải trưởng, các bạn ấy lại kêu nhau rồi. Ui dồi ôi, một ông đã bị hạ này. Đây, lúc này sẽ là cuộc chiến 1v1. V1 tức là còn lại 2 người chơi nữa. Cơ hội chiến thắng của mình lúc này đó là 33333333333% rồi anh em ơi. Đấy, một con số vô cùng là lẻ luôn ấy chứ. Ok. Rồi, hai tiếng cuối. Nào, các chú đang ở đâu? Anh xem mà anh tìm được hai vị trí của các chú là anh cho các chú lên bảng điểm số hết nhá. Tất nhiên là mình không có giỡn chơi với hai cái bạn đấy rồi. Át đủ. Từ từ anh em ạ. Tôi xem chúng nó ở đâu, cho chúng nó lên bảng điểm số hết luôn. Chứ đừng có dẫn chơi với kẹo nhá. Xuống dưới coi. Ô là la, không có ai. Vắng thế nhỉ. Đây. Vâng anh em có thể thấy là bo tiếp theo sẽ thu tại cái vị trí này. Đấy, tất nhiên là mình cứ bám xung quanh những cái khu này thôi. Sorry anh em là lúc nãy là mình vừa nhấn lộn vào cái nút điều hướng nên là đâm ra nó hiện cái thông báo thì cản trở cái việc xem video của anh em. Sorry các bạn nhá. À đây, úi dồi này, Hưng E này làm sao? Làm sao này? Xong luôn mạng thứ 7 rồi. À đủ, kiểu này là sắp được top 1 rồi nhé anh em ơi, trang bị đóng 3 này. Vâng, lúc này sẽ là cuộc chiến solo mình với lại thế nên còn lại thôi. Vụ này hơi căng. Giống như kiểu là... Đấy, cơ hội chiến thắng 50% rồi. Ăn đủ, ăn đủ. Kiểu này là một mất một còn rồi nha em ơi. Từ từ các bạn ơi, mình đang cố gắng mình ngồi sau cái gốc cây này để dò xem là vị trí của thằng cuối nó đang ở đâu đấy. Hơi căng, hơi căng. Thật sự là kẹo cảm thấy là hơi bị hồi hộp một xíu anh em ạ. Thật sự với anh em luôn. Cái kiểu nó hồi hộp một xíu này. Rồi nhá, thằng cuối đâu? Bây giờ đã đến lúc là chúng ta đi công này. Đấy, công lên săn mạng để xem săn tìm được cái mạng cuối này. Đâu rồi em ơi? Chú đang ở đâu vậy? Sao hòn đá này không có nhá? Thế là có khi là nó ở trong nhà à? Phải không vậy, hòm sát thì ngay đây rồi. À đây rồi anh em ơi. À đủ, thật là bắn anh cơ à. Làm sao tính sơi kẹo à? Từ từ anh em ơi. Từ từ anh em ơi, làm sao? Sơi kẹo đâu có dễ hả? Đây mình quần máu rồi nha anh em. Đấy. Làm sao hả em ơi, làm sao? À nó qua bên này rồi. Ok, mình qua bên này luôn.
chuẩn bị sẵn mông keo rồi nha em ơi. Bây giờ xem kêu nó là kiếm top 1 luôn thôi. Úi dồi ôi, làm sao sấy anh à? Sấy anh làm sao được? Sấy anh nè em ơi. Yes, tuyệt vời. Mặt thứ 8 và ok, top 1 luôn. Quẩy nào nha em ơi. Trời ơi, như vậy là mình đã có được top 1 và 8 kill ở trong cái ván đấu này rồi nha anh em ơi. Quá đã luôn anh em ạ. Yes, tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.